Trong năm 2020 này, Manny Pacquiao dự kiến có những trận đấu lớn, đó có thể là Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, những võ sĩ UFC muốn lên sàn boxing thách đấu huyền thoại người Philippines. Hơn thế nữa, người hâm mộ có thể chờ đợi một trận tái đấu long trời lửa đất giữa Thang Man và độc cô bài Floyd Mayweather. Đầu năm 2020 này, Manny Pacquiao từng tuyên bố anh chưa muốn kết thúc sự nghiệp khi vẫn đang sung sức. Thế nhưng đã qua tuổi 40 và đại dịch Covid vẫn đang hoành hành, rất khó để võ sĩ lẫy lừng này góp mặt ở một trận đấu lớn để có thể giả từ sự nghiệp. Thời gian lúc này đang là kẻ thù của tay đấm huyền thoại. Người ta dự đoán rằng Batman chỉ thi đấu đến hết năm 2020 này rồi giải nghệ. Tuy nhiên, mọi thứ có thể đã kết thúc sau chiến thắng mang tính điểm trước Keith Thurman vào ngày 20 tháng 7 năm 2019. Theo quyết định của đại sảnh danh vọng Naismith, các vận động viên phải giải nghệ ít nhất 4 mùa giải trước khi được xét đề cử. Kobe Bryant từng ngừng chơi bóng năm 2016 và đáng lẽ phải đợi tới năm 2021 để đón nhận vinh dự nghề nghiệp. Tuy nhiên, ngôi sao 41 tuổi đã đột ngột lìa trần trong một vụ tai nạn trực thăng hôm 26 tháng 1 vừa qua tại California, nên ủy ban danh dự đã tạo ngoại lệ khi xét duyệt. Việc đưa Kobe Bryant vào đại sảnh danh vọng được công bố chính thức vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Kobe Bryant dành trọn sự nghiệp thi đấu 20 năm cho Los Angeles Lakers, cùng với đội bóng này 5 lần vô địch NBA. Cầu thủ 18 lần lọt vào đội hình All-Star, từng giành 2 huy chương vàng Olympic với đội tuyển Mỹ vào các năm 2008 và 2012, và là cầu thủ hay nhất của NBA vào năm 2008. Cùng với Kobe Bryant, Tim Duncan và Kevin Garnett là những vận động viên tiếp theo được bước vào đại sảnh danh vọng bóng rổ. Hiện tại, số chặng đua bị hoãn hoặc hủy của mùa giải F1 2020 đã lên tới con số 8. Việc không thể tổ chức nhiều chặng đua đang tạo ra những khó khăn lớn về mặt tài chính cho các đội đua. Mới đây, hai tay đua Lewis Hamilton và Sebastian Vettel đã chấp nhận giảm lương của mình để giúp hai đội đua Mercedes và Ferrari vượt qua khó khăn. Việc chấp nhận giảm lương sẽ giúp cho hai đội đua chủ quản của Hamilton là Mercedes tiết kiệm 2 triệu bảng và Vettel là 1,75 triệu bảng đối với Ferrari. Đồng đội của Sebastian Vettel tại Ferrari là Charles Leclerc cũng đã đồng ý cắt giảm lương của mình, nhưng con số cụ thể chưa được đưa ra. Trước đó, hai tay đua của đội McLaren là Carlos Sainz và Lando Norris cũng là những người đầu tiên chấp nhận giảm lương để giúp đội đua chủ quản của mình trong giai đoạn khó khăn này. Trước việc những giải đấu quần vợt liên tiếp bị hủy bỏ, Hiệp hội quần vợt Mỹ mới đây đã khẳng định giải quần vợt Mỹ mở rộng Grand Slam thứ tư trong năm vừa sẽ diễn ra như đúng kế hoạch ban đầu, từ ngày 31 tháng 8 cho tới ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ban tổ chức của giải đấu vẫn đang theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và hy vọng dịch bệnh sẽ hoàn toàn được kiểm soát tại thời điểm trước giải đấu được tổ chức. Bên cạnh đó, những nhà điều hành giải cũng sẽ có những biện pháp cũng như quyết định kịp thời trước mọi diễn biến trong thời gian tới. Tính đến nay, ngoài Wimbledon đã thông báo hủy, ba giải Master là Miami, Madrid và Monte Carlo cũng đã bị hoãn. Người hâm mộ lúc này chỉ còn chờ đợi vào hai giải Grand Slam Mỹ mở rộng và Pháp mở rộng, được dự kiến tổ chức vào tháng 9 và tháng 10, cùng với đó là ATP và WTA Finals vào cuối năm. Ở game 1 với sự xuất hiện của Ghost, lối đánh của Damwon Gaming đã khởi sắc hơn rất nhiều. Trong khi đó, T1 lại thi đấu thiếu mạch lạc và để cho Damwon Gaming nắm trọn quyền kiểm soát trận đấu. T1 đầu hàng ở phút thứ 25 của ván khi họ liên tục bị đẩy lùi trong các pha giao tranh, cũng như không thể ngăn cản Damwon ăn các mục tiêu trên bản đồ và áp đặt lối chơi. Thế trận đã nên cân bằng hơn trong game 2. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của bộ đôi đường dưới, Damwon Gaming vượt trội hơn T1 trong những pha giao tranh. Sự kết hợp giữa Senna và Maokai tỏ ra cực kỳ hiệu quả ngay từ những phút đầu tiên khi cả hai đội bước vào những pha giao tranh sớm. Damwon Gaming có được chiến thắng chung cuộc 2-0 đẩy T1 tuột khỏi ngôi đầu bảng LCK. Trong bối cảnh cách ly xã hội hiện đang được coi là biện pháp tốt nhất để ứng phó với đại dịch, chính phủ Ba Lan đã tổ chức một giải đấu eSports dành cho học sinh trung học trên toàn đất nước như một phần trong chiến dịch hãy ở nhà. Được biết, giải đấu này được mang tên Grand Rantana Cup và có 4 môn thi đấu là Liên minh huyền thoại, CSGO, FIFA 20 và Brawl Stars. Điều đặc biệt là đích thân Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda, đã quảng bá cho giải đấu bằng một video rất thú vị trên TikTok. Các cháu đã học hành rất chăm chỉ, nhưng chúng ta cũng nên vận động thể dục thể thao một chút chứ nhỉ? Hãy lại đây và tham gia giải đấu eSports ngay trong nhà của mình. Bác mời mấy đứa đăng ký tham gia Grand Rantana Cup nhé, link ở ngay phía dưới. Đoạn clip ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội TikTok với hơn 447.000 lượt thả tim, hàng chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ.